mày sang đây làm gì? Nhà tớ bị mất điện nên tớ sang đây học. Ờ, cái thằng này. Bạn thắng bạn ấy chăm chỉ học hành như thế. Còn quân quân nhìn xem. Suốt ngày chỉ cày game. Không được có gì sự gì cả. Nhưng cái thằng kia cho đầu đường quá trời. Đi lên bánh kẹo ra cho bạn ăn nha. Ăn đi, tớ xin nha. What? Cố lắm ơi, sao mà con ăn cái kẹo rồi mà cứ như con trâu mà của thế. Ăn kiểm tra tắm được rồi, cháu được có 10 điểm thôi ạ. 10 điểm? Đấy, Long, con xem bạn con kìa. Giỏi thế cơ mà. Con thì ăn suốt ngày chỉ phải ghê thôi, phát quý gì thế học hành gì cả. Thế tối hôm qua con bảo với mẹ là con được 7 điểm. Mẹ cũng khen con giỏi đấy. Hôm qua là hôm qua, còn hôm nay là hôm nay. Mẹ suốt ngày thắng. Thế con nên thắng ai là con của mẹ? Thì không quan thì ai, chẳng nhẽ là thắng. Ý của mẹ là ấy, mẹ muốn nói đến là con phải chăm chỉ học hành mới có bạn thắng nhiều vào. Chứ đằng này đã học rớt rồi lại còn suốt ngày chơi game. Thế bao giờ mới trưởng thành được hả con? Con phải học tập thắng nhiều vào. Mẹ dám nhìn thường con à? Được rồi. Thế mẹ mới thắng con dám thì nấu ăn với con không? Hả? Không bao giờ nấu ăn. Nhưng mà tài nấu ăn con giấu hơi bị kỳ đây nhá. Hôm nay con sẽ cho mẹ biết con trai của mẹ nấu ăn ngon như thế nào. Ồ, nấu ăn cũng là nghề của cháu. Được thôi, thế bây giờ hai con sẽ đi nấu ăn. Ok. Đi. Được. Con đầu tiên. À, món này con thích này. Cái món này bị sao nhỉ? Không có chỗ bật à? Con còn non á. Đang làm gì hả mẹ? Đấy, con cháo lên. Cháy rồi này. Rồi. Đưa dầu ăn lên Long ơi. Nghe đập quả trứng vào rán thôi. Món này ngày nào mẹ chẳng làm cho mình. Rồi. Ê, của mình cũng chín rồi. Sao? Wow. Bình thường mẹ mình làm dễ lắm mà, sao mình không làm được nhỉ? Ôi, thế là hỏng hết trứng rồi còn đâu nữa. Trời ơi, món này quá đơn giản đối với mình. Các bạn nhìn xem này, lòng đỏ ra lòng đỏ, lòng trắng ra lòng trắng. Cái này phải là trứng ốp la chứ. Thắng ơi, đổi cho tớ đi. Cậu ăn trứng nhiều quá, cậu bị nhau à? Đang thi mà. Trứng của cậu như cái đĩa bày ấy. Trứng của cậu như cái cắm lợn ấy. Cậu ăn chả giá gì thế? Của cậu ăn như cái cắm lợn ấy. Đâu, để mẹ xem nào. Ôi dồi, món trứng kiểu mới à? Trứng ốp la của con ấy. Ngon không mẹ? Nhau ơi, kính đây. Nó còn dán kiểu gì mà toàn vỏ này? Không ra gì, chê. Ấy, đây là món trứng tuổi thơ này. Nhưng mà vẫn còn thiếu. À đây, Tương ơi đây, chấm cái này nó mới ngon. Đúng rồi. Món trứng ốp la này vị vẫn không thay đổi, vẫn ngon như xưa. Đi, ngấm nào. Cái này có gì đâu ngon. Chả ra cái gì nữa. À? Còn nước là gì ấy? Không ra gì. Chả ra gì. Không ra gì sao cậu ăn hết của tớ, cậu ăn của cậu đi. Thì của tớ ngon quá thì trưng để nhắm thôi. Rồi, thế là vòng thứ nhất. Bạn thắng đã giành chiến thắng. Yeah. Tiếp theo là vòng thứ hai. Nhìn mẹ đây. Ok. Ha 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 ha.
gì mà điên điên tròn tròn giống quả dưa chuột thế này? Không, đây là quả mưa. Hai con đều sai hết. Đây là cây xúc xích. Xúc xích à? À, món này con cũng biết làm. Xúc xích này dễ không ấy mà, chỉ cần đổ dầu vào xong rồi cho xúc xích đảo đảo ngoài đường rồi. Xong rồi. Đấy. Cho xúc xích vào. Đào đào đều mấy vòng là chín ngay mà. Trông mình như thế này nhá, nhưng mà nấu ăn hơi bị siêu ấy. Xúc xích mà làm kiểu kia là xưa rồi. Xem mình đây. Bây giờ mình sẽ làm xúc xích bạch tuộc. Một con. Tiếp theo mình sẽ làm hình trái tim. Giờ mình sẽ làm xúc xích lốc xoáy. Đấy, xong rồi nha. Cho xúc xích lên. Cho bạch tuộc. Đâu, mẹ xem xúc xích của hai đứa nào. Đây, của con đây mẹ. Xúc xích gì mà cháy đen thui này? Đen nhưng mà ăn thôi, mình ngon đấy mẹ. Thấy ngon không mẹ? Ăn thì cũng ngon. Ngon như sao ngon. Nhưng mà ăn vào phần trái này toàn mùi khét mùi, đắng lắm. Nói tóm lại là không ngon. Ê, đây mới gọi là đỉnh cao này. Đấy, thấy chưa? Có trí sáng tạo, tốt. Đâu, cô ăn thử xem nào. Vâng, cô ăn đi. Ừ, cái này giống con bạch tuộc này. Vâng, đây là con bạch tuộc mà. Ơ, mà cái này lạ này. Cô chưa nhìn thấy xúc xích lốc xoáy bao giờ, còn khoai tây lốc xoáy thì cô thấy rồi. Nào, cô sẽ ăn thử cái này nhá. Tuyệt, ngon. Về mặt thẩm mỹ, cái này cô sẽ cho 10 điểm. Cái con của con? Của cô ăn không điểm, không có một chút thẩm mỹ nào. Cái này gọi là chỉ là rắn bình thường người ta vẫn rắn như này. Rồi, vòng thứ hai này là thắng vẫn giành chiến thắng. Chán thế, lại thua rồi. Nhưng mà đánh thật. Vui thế, lại win rồi. Cái gì mà xón xón rất rón này? Nhìn chả ngon gì ăn nữa. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Chả ngon. Không ngon là vẫn ăn. Tiếp theo là vòng thứ 3. Đấy, xong. Sao anh nhìn như tóc cái này? Không, cái này như giống cái bối rửa bát đi. Trời ơi, sao các con không tin tưởng vào tay nghề của mẹ nhỉ? Đây là cái miếng mì tôm. À, vòng thứ 3 là bọn con sẽ thử thách bằng món mì tôm. Ok. À, mì tôm thì dễ. Thế cho vào nồi nước sôi xong chần chần mấy phút là ăn được ngay mà. Dễ. Ẩm thực thì mới gọi là sáng tạo, mà sáng tạo thì mới gọi là ẩm thực. Bây giờ mình sẽ cho mì vào chần nha. Ok. Chín rồi, múc ra bát. Giờ mình sẽ cho gói gia vị vào trộn. Trộn đều lên. Cho ra đĩa. Giờ mình sẽ cho cháo lên và để rán trứng nha. Ok. Nấu mì thì dễ không mà. Giờ mình sẽ cho sốt vào nha. Xong rồi để cho nó nước nó ngọt đi, xong rồi để nước sôi là cho mì vào ăn luôn được rồi. Cần gì phải cầu kỳ. Cho hết gia vị của nó vào nha. Ok. What? Được, nước sôi rồi cho mì vào luôn. Để cho nó chín rồi ăn luôn. Sao? Trứng chín rồi, bây giờ mình sẽ múc ra đĩa. Rồi cắt ra trang trí nha các bạn.
Vậy là món mì đặc biệt của mình đã xong. Đâu, xem món mì nào. Đây, đây của cô ăn. Món này, lần này là con thắng chắc rồi. Mì gì mà nước thì đỏ au vậy? Mà còn mì thì trắng trắng. Ngon không mẹ? Ê, ăn hai miếng này chắc là ngon lắm đấy. Không ra một cái gì, nhặt tiệc. Chê. Con của cháu. Đây, món này đây mới gọi là món mì này. Thơm. Đâu để cô ăn thử nào. Ôi mẹ, sao mẹ ăn nhiều đấy? Ngon, tuyệt vời. Nóng mắt cả trứng nha. Món mì chuẩn luôn á. Không cần phải đánh nhiều. Vòng này bạn thắng chiến thắng. Yeah, thắng 3 vòng rồi. Ui giời, con cá nhà ai gà ba chiều nha. Con cô. Cháu xin lỗi ạ. Nhưng mà nó không giống cô. Nó giống thằng bố nó. Mình sẽ nhận chất chất nha. Sợi mì chín vừa tới mà gia vị rất là đậm đà, rất là vừa ăn luôn. Nói chung là rất là ngon. Nên là mình chán hết nha. Mẹ ơi, con ăn với. Ủa, ăn thử miếng mì nào. Đấy, con ăn đi, rồi con học hỏi bạn nhiều, nhớ chưa? Bạn nấu ăn rất là ngon và rất tốt tay luôn. Con thì vụng, phải là vụng, tận vụng luôn. Đấy, con thử tới đi. Để ăn thử xem nào. Ngon, ngon đúng không? Ngon đúng không? Chắc chắn là ngon rồi. Ôi dồi ôi, mì này của cậu là mì trộn mà cậu nấu nước này nó không ngon đâu. Thế nấu cái gì nó nghi ngọt? Thì phải giống nấu mì như của tớ này mà kèm thêm quả trứng nữa. Ok. Qua phần thi nấu ăn vừa rồi, các bạn thấy phần thi của ai hay nhất thì hãy bình luận cho bọn mình biết nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Kai Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.